Miền Tây đã không các bạn, đó là kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại dòng sông Bắc Tư Gô vào buổi trưa để xem lễ khai mạc lễ hội Oocomboc 2020 tại dòng sông Bắc Tư Gô của thành phố Sóc Trăng. Hôm nay thì Cuộc Sống Miền Tây mời cô bác anh chị và các bạn đến để cổ vũ đội ghe xem cái truyền thống ghe ngò của bà con đồng bào Khơ Me ở tỉnh Sóc Trăng như thế nào các bạn. Hôm nay thì đang chuẩn bị diễn ra cái lễ hội Oocomboc. Đây là trước khi khán đài để chuẩn bị tộc về đây để làm lễ các bạn. Dưới dòng sông Mekong hiện nay là có các mấy cuộc đội ghe đã tập trung về đây để chuẩn bị làm lễ. Hiện nay thì các bạn nhìn thấy các khán giả cổ vũ cho làng đò nghe của thành phố Sóc Trăng của lễ hội đồng bào Khmer rất là đông các bạn. Giữa hai bên bờ sông dòng sông Bắc Tư Gô, hai bên bờ kè rất là đông khán giả để đến cổ vũ. Xuất phát để về chuẩn bị thi đấu các bạn ơi. Chơi bơi ngon luôn rồi. Quá xa. Đây là nghe không coi là nghe du lịch các bạn ơi. Cùng với ghe của Bạc Liêu. Bỏ qua vùng vùng là quá xa. Bên nghe không coi giờ thả nước này. Nước ở dưới khe luôn này. Awesome. Quá xa. Sao quá rồi. Bỏ xe quá. Có mấy đồng kèo. Cái gì nó không bơi kìa, nó thả không kìa. Bỏ sao quá. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi, ăn nữa.